Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ tư nha anh em. Em tiếp tục lên sóng vài món còn lại nha. Anh em cần món nào thì cứ alo nha. Số em là 0933 207 208 ha. Tất cả là đồ riêng tháo xe. Anh em muốn thì cứ điện thoại trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo nha. Nhưng mà điện thì nên điện thoại trực tiếp, tại vì điện Zalo á thì khi cái điện thoại nó mở máy thì nó mới có mạng để anh em điện được ha. Đó, và hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Rồi, đầu tiên bán một cái dè. Dè cúp tôm nha anh em. Dè này thì màu xanh là màu 116 ha. Cái màu này thì là màu truyền thống. Nếu mà tính ra cái dòng cúp tôm á, là cái màu này á, xe ở trong Việt Nam màu này là nhiều nhất, bao garanti luôn. Tại thường thường người ta đi mua xe người ta sẽ mua cái màu này không à. Đó, cái dè này á, nước sơn phần sau là rin hết nha. Rồi, phía sau nói chung là rất là ok nha anh em, không có gãy nứt gì hết. Phía trước thì nó có nứt nhẹ ngay trên cái mũi nè, đã xử lý và có dặm sơn lại rồi. Tem này là tem dán lợi ha, cái này em bán là 600 thôi. Đó, này anh em về vô xe cỏ cỏ thì hết bài ha. Chứ nếu cái dè này đẹp á, sơn rin tem rin cũng phải tầm cả triệu. Còn cái này thì giá 600 ngàn à. Nhưng mà khi mình lên xe mình không nói thì cũng không ai biết đâu. Tại vì cái này người ta làm rất là đẹp ha, không phải là làm mà xấu đâu. Anh em thấy không, khi mình ráp lên xe là không ai nhìn ra được đâu. Mà giá cả thì nó hợp lý nữa, có 600 ngàn nè. Đó, 600 nha. Rồi, một cái hộp sên. Sên này thì anh em dành gắn cho cúp tum ha. Nếu mà gắn đúng đời á, nếu mà gắn đúng đời thì anh em gắn cho xe cúp tum đời 96 đổ về trước ha, 96 đổ về 93. Tại vì 96 đổ về trước á, là cái tem nhỏ tem lớn nè. Đó, hộp sên này em bán á, là 900 ngàn thôi. Được một cái hộp sên này là của xe 70 nè, 2.25 2.50 nè, là của xe 70 đó. Hộp sên này nước sơn rin tem rin, có dấu thời gian nha anh em, nhưng mà nó có dấu như vậy khi mình lên chiếc xe nhìn nó mới đã được nha anh em. Tại vì đồ cổ mà không phải có vết dấu vết thì khi lên xe nhìn nó mới đẹp được. Mà dấu vết này cũng phải là gọi là cũng lo là nhìn nó có đẹp nha anh em, chứ không phải mà bị mớp méo hoặc là xấu nha. Đó, anh em chơi đồ cổ anh em cũng biết rồi, đồ mà phải có dấu dấu thời gian á, mình khi mình lên xe nhìn nó tơi lắm. 900 nha hộp sên. Rồi, ở đây có một cái gấp trước của hàng 86 xanh vỏ dưa. Cái gấp này em bán là 1 triệu. Gấp này thì anh em 70, nói chung là dòng 86 thì 70 50 thì xài chung hết nha. Đó, gấp này được cặp cao su nè, rất là đẹp luôn. Màu xanh dưa, cái màu Z 117 nha anh em, màu Z 117. Đó, 1 triệu nha. Xanh vỏ dưa cái màu này, nếu mà nói về dòng 86 thì cái xanh dưa này cũng là rất là nhiều, hầu như người ta đi mua xe 86 là người ta lựa màu xanh dưa thôi. Đây, mới tinh luôn ha nè, bạc đạn đồ tán cổ rồi nè, đầy đủ hết. Cặp mũ này mũ trắng đó nha anh em, đời thấp nó mới mũ trắng ha, còn qua đời cao thì là màu đen hết, màu trắng thì nhìn nó hay hơn ha. 1 triệu nha. Rồi, đây có một cái pha đèn. Pha đèn này của cúp đèn tròn đát 93 đổ lên, 93 đổ lên thì nó làm đèn lồi hết nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cái này em bán là 1 triệu nha, nó gần như mới luôn nha anh em nhìn nè, nó không có một miếng mè gì luôn ha. 1 triệu thôi, đầy đủ chui bóng ha. Đó, đèn lồi thì nhìn nó ngầu hơn nha anh em, anh em không tin anh em mua về gắn thử coi, nó ngầu hơn. Đó, ốc mới tinh luôn, 1 triệu nha, gần như mới luôn. Rồi, ở đây có một cái cặp cớp 86 xanh dưa 50 luôn. Đó, cặp này em đánh bass ra là nhìn cũng rất là đẹp nha anh em. Đó, cặp này em bán là 800 thôi. Ốc rin nha, không nứt bể gì hết. Đó, sau khi đánh bass này anh em thấy không, nhìn rất là đẹp ha, không nứt bể. 50 nha. Đó, 800 thôi nha, giá quá im luôn. Cái này thì màu xanh dưa Z17, cái nhựa nhựa sơn được nha. Ở đây có một cặp giò gà siêu cạp luôn. Cặp này thì em bán là 1,5 triệu nha, siêu cạp luôn, rất là đẹp luôn. Gắn cho 70 90 nha, gần như mới, hoặc là anh em DD DM gì đó, anh em gắn vô là hết bài. Giò gà mà anh em mua giá này là em bao với anh em là nó gần như mới luôn nha anh em. Ví dụ cặp 1,2 triệu vẫn có, nhưng mà nó không đẹp bằng cặp này đâu, cặp này là gần như mới luôn à. Cực kỳ đẹp luôn, ốc tán lò xo đồ như mới hết. Đó, rồi kế tiếp là một cái mặt nạ. Mặt nạ này thì cũng dành cho cúp 86 nha, đời 93 93 đổ lên, 93 đổ lên là xài mặt nạ này hết, 92 thôi là đã có rồi. Ốc nè, siêu đẹp ha, cái này em bán là 1,4 triệu thôi, không răng nứt, logo xuất sắc,
logo theo xe mà cỡ này là rất là đẹp nha anh em, đầy đủ ha, bass đầy đủ ha, 1,4 triệu. Rồi ở đây có một cái dè chữ A màu xanh dưa luôn đó, chữ A là miễn bàn. Cái dè này á nó chỉ có một chấm duy nhất ở đây thôi nha anh em, còn lại là gần như hoàn hảo ha. Em nhìn nè, chỉ có một chấm này thôi, nó bị chày nhẹ một cái chấm nhẹ này thôi, nhưng mà khi lên xe thì cỡ này là quá hoàn hảo rồi. Cái này em bán là 1,5 triệu ha, đó cực kỳ đẹp luôn. Phía sau là gần như là không có dấu vết gì luôn nha anh em nhìn nè, về 86 màu xanh dưa mà cỡ này là đẹp lắm. Anh em mà chơi 86 màu xanh dưa, anh em cũng biết là kiếm một cái về màu xanh dưa mà nó cỡ này thôi rất là khó luôn, em bao với anh em luôn, không phải là dễ kiếm đâu. Đó nó gần như là 9 điểm rồi, chỉ có một cái chấm đó bị trừ thôi, còn lại là đẹp hết luôn, không giảm tốt nha, tem rin sơn rin không giảm tốt, không có cái chấm này là gần như là 10 điểm luôn, quá đẹp luôn, rất là hiếm luôn, 1,5 triệu ha. Rồi đây có một cái báo xăng 86 ha, báo xăng nè đó, nắp ha, báo xăng dài đàng hoàng nha anh em, chứ không phải là cái này em bán là 700 nha, đúng báo xăng 86 nha anh em, chứ không phải báo xăng của FI nha. Anh em mua không biết trên hay rẻ rẻ mua về là của FI không á, nó sẽ bị ngắn hơn, báo xăng nó sẽ không chính xác, còn cái này đúng trong xe 86 tháo ra còn rất là trong luôn ha. Đó 700. Rồi ở đây có một cái bát yên siêu đẹp, bát này thì anh em xài tất cả các dòng cúp đầy đủ ốc, cái này em bán là 300, 7 màu ha, 7 màu đầy đủ ốc nè, nói về cái anh em để vô cái kịch là lụm thôi, cao su còn nguyên hết nè, 300.000 nha. Rồi ở đây có một cái cặp bao tay của thằng 86 81 và một cái kèn 2 dây, kèn này không biết của là hãng nào luôn nha anh em, nhưng mà nó dính trong xe Nhật về là tiếng kêu rất là lớn luôn, kèn 2 dây nè mới tinh luôn. Hai món này em bán là 400 ha, kèn này là kèn 2 dây thì nó thích hợp cho 81 86 luôn với cặp bao tay luôn đó, còn mềm nha, 400 hai món. Rồi đây có hai củ nhanh trước rất là đẹp luôn, hai củ này bán là 900 ha, nước Sirin nè, cỡ này là tương đối rất là đẹp rồi nha anh em, phía dưới nè đầy đủ ốc, chụp là chụp rin, ốc là mới tinh, bóng đèn là bóng đèn rin luôn ha, đó 900 nha. Rồi đây có một cái Boe 50 cũng siêu đẹp luôn, chưa nứt bể gì hết ha, cái này bán là 400, có luôn cái lưỡi trâu mới tinh luôn, 400 nha, Boe 50. Rồi đây có một cọng dây ga, nó dây ga với một cọng dây hắn, cái này thì dây hắn này thì anh em xài những cái dòng cúp đời cao như cúp tâm mà mới xài được ha. Hai món này bán là 250 thôi, 250 dây ga với dây hắn, 250. Rồi ở đây còn một cái bụng máy 86 còn lại nhiêu đây, em bán là đúng 2 triệu đó, tại vì đã bán hết mấy cái kia giờ còn lại nhiêu đây, bán rẻ cho anh em về chơi luôn. Là máy đầu nồi chưa mở, ủa đầu chưa có bung nha, ron cờ còn nguyên. Anh em mua như thế này á, thì anh em lời lại được cái cặp lốc, tại bình thường mình bán giá là đầu lọc dân là 1,5 triệu, bộ số 500, cặp lốc giữa 500 nữa là nó ra 2,5 triệu, bây giờ còn ở như đây em bán là 2 triệu thôi đó, đầy đủ nha, đây dên là đầy đủ ốc nè anh em thấy không, máy rã ra là bên trong mới tinh luôn, máy 86 mà nó bền đừng nói tới luôn, giá im nữa. 2 triệu thôi nha, này, ốc nè mới tinh luôn nè, lốc là còn tem luôn nha anh em nè, 2 triệu tại máy 86 3 số nha, bên trong nè gần như mới hết luôn, máy thì bao im cực kỳ rồi. Anh em mua vậy nó rất là tiện ha, tiết kiệm được 500 ngàn, chứ mình mua lẻ là phải ra 2,5 triệu, còn mua nguyên vậy là có 2 triệu thôi, rẻ quá rẻ. Rồi anh em cần món nào nữa cứ alo em nha, và hãy nhớ đăng ký kênh nha.